con tới đây là đâu vậy? Ở đây là Trần Thế. Ngọc Đế đã bảo ta cử người xuống cai quản nơi này, và ta muốn các con thực hiện điều đó. Hả? Nhưng mà chúng con chỉ là những con rồng bé nhỏ, theo ngày đi học pháp thuật thì làm được gì chứ? Các con đừng quá tự tin vào bản thân của mình. Nào, rồng ánh sáng, con sẽ có nhiệm vụ ban phát ánh sáng để cho muôn loài phát triển. Còn rồng tái sinh, con sẽ giúp muôn loài vượt qua bệnh tật, giải trừ dịch bệnh. Còn con rồng chấn động, con hãy tạo ra những cuộc động đất để diệt trừ những sinh vật già nua yếu đuối, tạo cơ hội môi trường cho những sinh vật non trẻ phát triển. Sư phụ, con thì như thế nào? Rồng địa ngục, con đừng hấp tấp. Con thì hãy cai quản linh hồn của những sinh vật đã chết. Linh hồn nào tốt thì con hãy cho bọn chúng đi đầu thai. Còn linh hồn nào xấu thì con hãy trừng phạt bọn chúng dưới địa ngục. Nhưng mà sư phụ ơi. Thôi được rồi, kể từ nay các con chính là những vị thần của thế giới này. Hãy cố gắng hoàn thành cho tốt. Bây giờ ta sẽ quay về trời để bấm báo mọi chuyện cho Thượng Đế. Tại sao sư phụ lại giao cho mình cai quản cái địa ngục tối tăm chết tiệt đó chứ? Mình đã làm việc ở đó suốt mười mấy năm, thật là chán ngắn. Hôm nay mình chịu hết nổi rồi, phải lên lại trần gian bảo những huynh đệ khác đổi nhiệm vụ cho mình mới được. Này, nhanh con ơi, các con ở đâu rồi? Mau quay về nhà đi, đừng đi chơi nữa. Nếu không, trời tối, tinh rồng địa ngục xấu xa sẽ bắt các con xuống địa phủ và hành hạ các con đó. Cái gì chứ? Mẹ kiếp, cái lũ sinh vật trên trần gian này dám lấy cả danh tiếng của mình ra để hù mấy đứa con nít à? Thật là sỉ nhục cho mình. Các con ơi, trời sắp tối rồi, tinh rồng địa ngục xấu xa đó sắp xuất hiện rồi. Hắn là một kẻ vô cùng tàn độc, chuyên bắt cóc con nít, dê sơm ba già. Nếu các con cứ núp trong rừng này, chắc chắn các con sẽ bị hắn ăn thịt đó. Cái lũ nhện quá phụ kia, tại sao các ngươi lại bôi xấu ta chứ? Rồng địa ngục tới đây đã làm gì lầm lỗi hả? Ủa, anh bạn này sao tự nhận mình là rồng địa ngục? Không hay đâu, nếu hắn nghe được, hắn sẽ giết anh bạn đó. Cũng là thần, nhưng ba vị thần rồng khác luôn giúp mọi sinh vật phát triển. Còn riêng tên rồng địa ngục đó lại mong muốn tất cả sinh vật chúng ta chết đi. Do vậy ai cũng ghét hắn. Mày kêu, các ngươi đó cái gì? Các ngươi ghét ta. Vậy thì ta sẽ cho các ngươi xuống dưới địa ngục để linh hồn các ngươi bị ta giam cầm mãi mãi. Ta sẽ hành hạ các ngươi sống không bằng chết. Không hay rồi. Thì ra thứ trước mắt chúng ta chính là rồng địa ngục. Chạy đi. Mời người ta cứu chúng tôi. Các ngươi dù có chạy đâm chơi cũng không ai có thể ra tay cứu được các ngươi đâu. Các ngươi dám chọc giận thần địa ngục ta đây thì chỉ có một con đường là chết để tạ tội mà thôi. Cứu chúng tôi. Ba vị thần rồng. Người réo tên bọn chúng làm gì? Bọn chúng không nghe thấy đâu. Đây, rồng địa ngục, ngươi đừng làm cái quái quỷ gì vậy? Hả? Mẹ kiếp, là ngươi à? Rồng chấn động, ngươi tới đây làm gì? Chính ta mới là ngươi, hỏi ngươi câu đó. Đáng lẽ nơi ở của ngươi là dưới địa ngục, sao ngươi lên trần thế này làm gì chứ? Đã vậy, ngươi còn tạo ra những chấn động không cần thiết. Ta vô cùng thắc mắc nên đã tới đây tìm hiểu nguyên nhân. Bởi vì ta chán cái địa ngục nên ta muốn lên trần gian này để khuây khỏa. Thật không ngờ lũ nhện cái đó dám bêu xấu ta. Ta giết bọn chúng thì có gì sai? Ta là một vị thần mà, ta có quyền. Rồng địa ngục, ngươi đã quá sai lầm, dám cãi lại lệnh của sư phụ đã đặt ra. Ngươi to gan tự ý lên trần gian xáo trộn giết những sinh vật vô tội. Ta sẽ báo cáo chuyện này lên sư phụ. Ấy, bình tĩnh nào, chúng ta đều là huynh đệ với nhau, chả lẽ ngươi không thông cảm cho ta hay sao? Chúng ta đều là thần, không có chuyện bao che sai lầm ở đây. Nào, mau theo ta đi gặp sư phụ để chịu lỗi đi. Tình chết tiệt, nếu ngươi muốn phân rõ trắng đen thì đừng có trách ta nham hiểm. Mẹ kiếp, rồng địa ngục, ngươi định chạy đi đâu? Đây rồi, ngọn núi lạnh lẽo nhất trần thế này cũng là nơi ở của tinh rồng tái sinh. Ta sẽ tới đó lợi dụng hắn, mượn gió bẻ măng.
Này, rồng tái sinh, cứu tôi, cứu tôi. Hả? Rồng địa ngục, ngươi tới tận đây để làm gì? Còn cầu cứu ta nữa, không lẽ ngươi ăn chơi đú đẫn rồi bị nhiễm bệnh xã hội, bây giờ tới đây nhờ ta giúp đỡ à? Không phải, không phải, gấp lắm, là tên rồng chấn động. Đột nhiên, hắn kêu tôi lên trần thế, muốn tặng cho tôi một món quà. Nhưng khi tôi trồi lên, thì thấy rất nhiều con nhện quá phụ đã bị giết. Sau đó hắn từ phía sau lưng tôi, tấn công tôi, rồi bảo tôi chính là hung thủ đã giết chết những con nhện đó. Nhưng thật chất, hắn muốn sát hại tôi, đã hấp thu sức mạnh của tôi, làm ơn cứu tôi. Ủa, sao nghe nó có gì đó sai sai thì phải? Ngươi có thật không vậy? Thật mà, không tin thì cậu cứ chờ một tí, hắn sẽ tới đây đòi lấy mạng tôi cho bà xem. Hay, mấy tháng trước, thằng rồng chấn động đã bị một cơn bệnh dại, rõ ràng tôi đã chữa cho hắn hết rồi mà, không lẽ bây giờ hắn lại tái phát hay sao? Hắn từng bị dại hay sao? Đúng rồi, chắc có lẽ bệnh dại của hắn lại tái phát. Tình chết tiệt rồng đi ngục, người trốn đi đâu rồi? Hắn tới rồi kìa, cứu tôi đi, rồng tái sinh. Thì ra thứ chết tiệt đó đã tới tận nhà của rồng tái sinh. Hắn thật sự ở đây rồi, mau theo ta đi tạ tội với sư phụ. Này, hãy bình tĩnh đi rồng chấn động, không lẽ thứ bệnh dại trong người cậu lại tái phát nặng đến như thế hay sao? Lại đây, tôi sẽ dùng thuốc của mình để chữa lành cho cậu. Còn câu chuyện hiểu lầm giữa cậu và rồng địa ngục tôi đã nghe rõ rồi, hãy cùng nhau giải quyết trong êm đềm. Mẹ kiếp, tôi không bị bệnh, tôi đang rất tỉnh. Cái gì chứ? Hắn đã nói gì với cậu? Tại sao từ kẻ sát hại sinh vật vô tội, bây giờ hắn đã biến thành nạn nhân rồi? Chết tiệt, tình rồng địa ngục khó kiếm, ngươi thật gian sao? Ta sẽ lấy cái mạng của ngươi. Hắn lại nổi điên nữa kìa. Mau cùng tôi ngăn cản hắn lại đi, rồng tái sinh. Chết tiệt, rồng chấn động, cậu mau bình tĩnh đi. Nếu không, đừng có trách tôi ra tay không chế cậu đó. Cậu đừng cản tôi, tôi phải giết chết tên rồng địa ngục đây. Hắn dám đổi trắng thay đen. Hắn thật sự điên rồi, mau giết hắn luôn đi. Chết đi. Ây lắm. Rồng địa ngục, sao ngươi ra tay tàn độc vậy? Đó là huynh đệ anh em với chúng ta mà, sao ngươi giết cậu ấy rồi? Không phải là ta giết, mà là do ngươi giết. Ta sẽ đi nói tất cả chuyện này với rồng ánh sáng, để cậu ấy trừng phạt ngươi. Cái gì? Mẹ kiếp, tên rồng địa ngục, mau đứng lại, không lẽ nãy giờ ngươi lừa ta? Chỉ tại ngươi tin ngươi mà thôi. Thấy rồi, rồng ánh sáng đang trên đỉnh núi đằng kia, phát ra muôn vàng tia sáng chiếu khắp mọi nơi. Được rồi, mình sẽ lợi dụng luôn tên rồng ánh sáng để khử tên rồng tái sinh. Rồng địa ngục, sao ngươi không ở địa ngục làm nhiệm vụ của mình đi? Tới tận đây để làm gì? Rồng ánh sáng, đã có một chuyện kinh hoàng xảy ra rồi. Có chuyện gì mà kinh hoàng đến mức ngươi phải từ địa ngục lên trần thế này? Tôi đang làm nhiệm vụ thì nghe những tiếng chấn động vô cùng kinh hoàng. Rất nhiều linh hồn của những sinh vật vô tội đã bị chết xuống dưới địa ngục của tôi. Tôi cảm thấy bất thường thì lên trần thế, thấy được rồng chấn động đang đánh nhau với rồng tái sinh. Mẹ kiếp, có chuyện đó xảy ra à? Rốt cuộc tại sao bọn chúng lại đánh nhau? Ngươi nói rõ hơn xem nào. Lúc hai bọn họ đánh nhau, tôi nghe thoáng qua, rồng chấn động báo rằng rồng tái sinh đang bị một thứ bệnh dại, giết tất cả những sinh vật vô tội mà nó nhìn thấy. Kết quả rồng chấn động đã lao ra và ngăn cản rồng tái sinh, nhưng không may đã bị rồng tái sinh giết chết. Chết tiệt, tên rồng tái sinh, hắn sao lại để mình bị một thứ bệnh dại kỳ quái thế kia? Được rồi, ta sẽ đi xử lý hắn. Rồng ánh sáng, cuối cùng tôi đã tìm thấy cậu rồi. Tôi có chuyện quan trọng muốn nói với cậu. Là rồng tái sinh, hay lắm, đỡ mất công ta phải tìm ngươi. Chết tiệt này, trong người ngươi đang mang một thứ bệnh dại, để ta giúp ngươi xóa bỏ thứ bệnh đó. Dài. Mau dừng lại đi, rồng ánh sáng. Tất cả là
chính ngươi đã giết những huynh đệ của chúng ta. Cái gì? Tình ngộ cơ? Không lẽ rồng tái sinh nói đúng, ngươi bày mưu tính kế để hãm hại ta hay sao? Chỉ ta các ngươi ngu ngốc mà thôi. Ta sẽ đem tất cả chuyện này nói lên cho sư phụ biết, để sư phụ trừng phạt ngươi. Rồi sư phụ sẽ trọng dụng ta, cho ta cai quản cả trần thế này. Lúc đó muôn loài sẽ phải tôn thờ ta, kính trọng ta. Không còn kẻ nào dám chê bai ta nữa. Ta muốn bọn chúng sống thì bọn chúng không có quyền chết, muốn bọn chúng chết thì bọn chúng không được sống. Anh chết đi, bẩn thiểu. Thì ra người chính là nguyên nhân đã gây ra cuộc chiến này. Người đừng hòng thoát khỏi nơi đây. Ta sẽ giết chết ngươi rồi nói tất cả cho sư phụ biết. Cái gì chứ? Đến lúc rồi, mình sẽ lên trên trời báo cáo tất cả cho sư phụ biết, chấp nhận mọi hình phạt của sư phụ.